Theo báo cáo tại kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8, rất nhiều kiến nghị của cử tri trong kỳ họp thứ 7 đã được các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Điều đó cho thấy những chuyển động tích cực từ phía chính quyền các cấp, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Tại buổi tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri phường Thủy Biều, thành phố Huế đã kiến nghị đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến hành thi công đường Bùi Thị Xuân và Huyền Trân Công Chúa, thành phố Huế. Liên quan vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có trả lời là hai tuyến đường này hiện đã thi công đạt 19% giá trị hợp đồng. Trong đó, đường Huyền Trân Công Chúa đoạn từ cầu Gò Nôi đến quốc lộ 49A đã thảm mặt đường bê tông nhựa. Đoạn từ nút giao đường Đoàn Nhữ Hải đến cầu Gò Bối đã thi công móng đường và thảm bê tông nhựa. Đối với tuyến đường Bùi Thị Xuân cũng đã hoàn thành một số hạng mục. Qua giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cho thấy, những kiến nghị này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan quản lý liên quan đã giải quyết cơ bản, đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của cử tri và người dân Thủy Biều, thành phố Huế. Nói chung là đường xã bây giờ thông thoáng thì vấn đề mà hàng hóa kinh doanh hàng thuận lợi hơn, mà cuộc sống nói chung là thấy là khởi sắc khác lên. Cái kia đường cũ thì thấy là đi ngon qua ngoèo về có mới đi thẳng rõ cùng một đồ thì quá đẹp rồi. Về những kiến nghị của cử tri trên lĩnh vực môi trường, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý của thành phố Huế cũng đã có nhiều biện pháp để chỉnh trang cảnh quan và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, như tổ chức nạo vét bùn, vớt bèo, phá quang bụi rậm, thực hiện đề án chủ nhật xanh, lắp đặt hệ thống thùng rác công cộng xung quanh khu vực hồ Tịnh Tâm, thành phố Huế. Sau khi tiếp xúc Hội đồng Nhân phường với thành phố, thì phường yêu cầu là cán bộ công chức tổng hợp lại các cái ý kiến kiến nghị. Và phường đã phối hợp với các đơn vị chức năng để mà trả lời kiến nghị cách sớm nhất, đặc biệt là trong vấn đề mà liên quan vấn đề vệ sinh môi trường, trật tự đô thị cũng như an toàn giao thông. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8 cho biết có 94 trên 94 ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh được tiếp thu giải quyết và trả lời. Trong đó có 50 kiến nghị liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cấp thoát nước, hệ thống điện và các công trình khác, 10 kiến nghị nông nghiệp và phát triển nông thôn, 9 kiến nghị về công tác quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường, 6 kiến nghị liên quan đến công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, di dời, bố trí tái định cư và 19 kiến nghị về lĩnh vực pháp chế, văn hóa, y tế và chế độ chính sách. Đối với các kiến nghị của cử tri, thì đại biểu Hội đồng tỉnh đã tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế, là từ đó là cũng có cái kiến nghị đối với các ngành chức năng để giải quyết một cách kịp thời các cái ý kiến kiến nghị của cử tri, tạo cái lòng tin của nhân dân đối với đại biểu Hội đồng tỉnh. Người dân ở địa phương chúng tôi cũng rất là phấn khởi qua cái việc ý kiến của cử tri, và các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã thực hiện và có đôn đốc các cái nhà chủ đầu tư, các nhà thi công để thực hiện cho người có con đường đi lại cho người dân. Tại huyện Phú Vang, việc tiếp tục triển khai thực hiện các dự án nâng cấp hạ tầng đô thị Phú Đa với hai dự án trọng điểm, gồm dự án mở rộng tuyến đường Võ Phi Trắng nối dài và dự án mở rộng tuyến đường Huỳnh Khải. Sau khi cử tri kiến nghị, các ban ngành liên quan xử lý đã giúp hạ tầng trở nên đồng bộ hơn. Cùng với đó, tại các khu đô thị mới, những kiến nghị của cử tri cũng đã được giải quyết, tháo gỡ phần nào để người dân cử tri an tâm. Ban đã phối hợp với các sở ban ngành trong cái việc mà ra đầu tiên nhất là ra soát cái cơ sở pháp lý và ra soát cái tình hình thực hiện của nhà đầu tư để cho định hướng những cái việc gì nhà đầu tư cần phải làm. Trong thời gian đến thì ban sẽ làm việc với nhà đầu tư liên quan để định hướng một số để giải quyết dứt điểm những cái tồn tại và những cái mà kiến nghị của cử tri đang phản ánh trên các hệ thống thông tin. Với sự quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm cao của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị sẽ đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri, qua đó tạo niềm tin, đồng hành của cử tri với chính quyền địa phương.